đừng vội mua xe đạp nếu chưa xem hết clip này. Bạn là người mới đang phân vân chưa biết mua dòng xe nào thì clip này dành cho bạn. Hiện nay trên thị trường có 4 dòng xe đạp phổ biến. Clip ngắn ngủi này mình sẽ nói khái quát về đặc điểm của từng dòng xe và nó phù hợp với ai. Đầu tiên là dòng xe đạp địa hình gọi là Mountain Bike, viết tắt là MTB. Dòng xe này có đặc điểm là khung sườn to khỏe chắc chắn, bánh xe bề rộng có kích thước lớn, nhiều gai, dùng để đi đa địa hình, đặc biệt là các cung đường đất đá gồ ghề, đổ dốc, leo núi. Điểm đặc biệt của dòng xe này là có phục nhúng, thiết kế từ 1 đến 2 phục nhúng tùy dòng xe. Chiếc xe có cấu tạo và đặc tính như vậy chắc chắn sẽ phù hợp với những bạn đam mê mạo hiểm off-road. Chúng ta tiếp tục đến dòng xe thứ hai, đó là dòng xe đạp đua, tức là road bike. Dòng xe này có tay lái cong đặc trưng, mục đích là để đua, chạy tốc độ cao trên đường trường, và do đó thiết kế cũng có sự khác biệt. Thiết kế khung sườn ngôn ngữ khí động học cao, bánh xe tiết diện rất nhỏ để giảm ma sát. Mục đích cuối cùng để tạo cho người đạp đạt tốc độ cao nhất mà các bạn hay thấy trong các cuộc đua đường trường như Tour de France, cũng như trong các cuộc thi về tốc độ như Ironman. Tư thế ngồi sẽ cúi lưng và tay lái thấp hơn. Người mới trải nghiệm sẽ cảm thấy không vững vàng, không phù hợp đi trong thành phố đông người hay ngõ ngách. Và chắc chắn rằng dòng xe này chỉ phù hợp với những người đam mê thể thao tốc độ. Chúng ta hãy tiếp tục đến dòng xe thứ ba là dòng xe City Bike, hay cũng gọi là dòng xe Hybrid, hay quen gọi là xe đạp thông dụng hay xe đạp thành phố. Dòng xe đạp này khắc phục nhược điểm của hai dòng xe trước, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn, dễ điều khiển trên phố, dùng để tập thể dục thể thao và di chuyển với nhiều mục đích khác nhau trong đô thị hoặc du lịch cự ly ngắn. Và dòng xe cuối cùng đề cập trong clip này, đó là dòng xe Touring Bike, tức là xe dùng đạt mục đích đi du lịch. Cấu tạo của dòng xe này là khung sườn chắc chắn bằng thép chịu lực để thô đồ đi đường dài, phù hợp với những người đam mê thể thao, du lịch, phượt. Và chốt lại là trên đây có 4 dòng xe phổ biến. Việc còn lại của các bạn là xác định mục đích đạp xe của mình thì sẽ chọn được chiếc xe phù hợp. Trong 4 dòng xe trên thì nó còn chia ra hàng trăm loại cho các mục đích khác nhau nữa. Và để chọn một chiếc xe đạp phù hợp là việc cũng không dễ dàng. Và một lưu ý cuối cùng là việc chọn size xe đạp hay là kích thước xe đạp. Cho dù bạn đi bất cứ dòng xe nào thì việc chọn kích thước xe đạp phù hợp với cơ thể của mình là điều bắt buộc nhé. Chúc các bạn thành công!